Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 tuần 30, trang 115-116. Chính tả. Số 1 nhỏ, nhớ viết đường đi xa 3 từ hôm sau cho đến hết. Như vậy thì phần nhớ viết chính tả hôm nay các em sẽ viết lại một đoạn cuối của bài tập đọc đường đi xa 3 mà hồi tuần đầu tuần 29 các em đã được học. Thì ở tuần 29 thì các em đã được học thuộc lòng đoạn cuối của bài là từ hôm sau cho đến hết. Như vậy thì hôm nay các em sẽ nhớ lại, tự nhớ lại và viết đoạn cuối của bài thành bài chính tả. Thì cô sẽ nhắc lại một lần, cô sẽ đọc lại một lần đoạn cuối của bài đường đi xa 3 như sau. Hôm sau chúng tôi đi xa 3, phong cảnh ở đây thật đẹp. Thoắt cái lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu, thoắt cái trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái gió xuân hay hãy nồng nàn với những bông hoa lê ơn màu đen nhung hiếm quý. Sa Pa quả là món quà tặng kỳ diệu, diệu kỳ mà thiên nhiên dành cho đất nước ta. Nói như vậy các em sẽ nhớ lại và viết lại đoạn cuối của bài đường đi Sa Pa, tức là từ hôm sau cho đến hết. Và các em lưu ý là sau khi viết xong thì các em nhớ kiểm tra lại lỗi chính tả của mình nhé. Rồi bây giờ các em sẽ qua bài tập số 2. Tìm những tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống dưới đây. Tức là các em sẽ tìm những cái tiếng đó mà ở đây có nghĩa là những ô trống ở dưới đây. Ví dụ như là ở hàng ngang thì các em có là vần A, vần ông, vần ông và vần ưa. Thì cái này, hàng dọc là có R, G và G. Thì các em sẽ ghép lại tương ứng với nhau. Ở đây người ta cho ví dụ là R với A thì có là ra. Mà ở đây những tiếng có nghĩa tương ứng với ra, ví dụ như là ra lệnh nè, ra vào, ra mắt. Đó, rồi tiếp theo R tương ứng ghép với vần ông là thành là rong. Rong thì có là rong biển nè, rong chơi, đi rong hay là bay rồng rồng. Đó là R ghép với vần ông. Rồi tiếp theo tương tự ông, ô ngờ ông có là rong. Rong thì có là nhà rồng, con rồng, rồi rỗng, bò rống, vân vân. Thì đó là với những tiếng có nghĩa tương ứng ở cột R với phần âm. Rồi tiếp theo phần ưa thì có là thì có R ghép với phần ưa thì có là từ tiếng là rửa, 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 vân vân. Đó thì các em sẽ ghép lại với nhau và tìm những cái tiếng có nghĩa tương ứng như vậy. Rồi tiếp theo giờ, giờ với A là da. Thì những tiếng tương ứng có nghĩa tương ứng đó là da thịt, da trời, giả da. Rồi tiếp theo giờ với tương ứng ghép với vần ông là dông. Dông thì có là cây dông riền, tức là cây dông riền. Rồi tiếp theo có nữa là dòng chảy, dòng nước, dòng thác, dòng xoáy, vân vân. Rồi tiếp theo giờ với ông thì có là cơ là thành dông, thì có là cơn dông, vân vân. Rồi tiếp theo giờ với ưa là dưa, dừa, dứa, vân vân. Đó, thì các em sẽ tương tự ghép với vân với âm gì. G thì ở đây với phần A là có là gia, gia thì có là gia đình, tham gia. Rồi tiếp theo G
Di với phần âm là rong thì có là rong bườm, giọng nè, rồi giọng nói, vân vân. Rồi tiếp theo di phần âm là giống, rong, giống nòi, cây giống hoặc là nòi giống, vân vân. Rồi di với phần ưa, giữa nè, giữa chừng, vân vân, đó là những tiếng có nghĩa tương ứng với mỗi ơ trống ở đây. Thì tiếp theo tương tự ở câu B cũng tương tự như ở câu A. Nhưng mà ở đây câu B có cái hàng ngang là giờ. Và tương ứng với những cái vần ở trên đây thì ở câu A các em đã được làm rồi. Thì ở câu B này các em sẽ không nhắc lại cái phần này, hai hàng cuối này nữa. Chúng ta chỉ tìm những tiếng có nghĩa tương ứng với là vờ, a là va thì có va chạm, va đầu, va vấp và tiếp tục những cái phần còn lại. Như vậy ở đây các em sẽ trình bày như sau. Ở đây thì cô sẽ tô màu đen ở đây cho các em dễ nhìn thôi. Các em khỏi phải tô màu giống như cô như thế này. Đầu tiên là câu A, R với vần A thành ra. Thì ra có những cái tiếng tương ứng như là ra vào, ra lệnh, ra mắt, rà soát, rơm rạ, rã rời, đói rã. Rồi R với vần om, ngờ om rong, gọi là rong biển, rong chơi, đi rong, bay rồng rồng. Rồi tiếp theo R với ô, ngờ om, có rồng thì nhà rồng, con rồng, rỗng, rộng, rống. Đây là bò rống. Rồi tiếp theo R với phần ưa, có rửa nè, rửa, rửa, rửa. Rồi tiếp theo là giờ với A thì có gia, gia thuộc, giả gia, gia dẻ, vân vân. Rồi tiếp theo giờ với phần ông, còn là dông, dông riền là cây dông riền, dòng chảy, dòng nước, dòng thác, dòng xoáy, dông dỏng. Rồi tiếp theo giờ với ô, ngờ ông, có là dông, cơn dông. Rồi tiếp theo giờ với vần ưa, có là dưa, dừa, dừa. Rồi tiếp theo là di, di với a thì có là gia, gia đình, gia vị, tham gia, gia nhập, già, giá. Rồi giá đỡ, giả dối, giả từ. Di với phần o, ngờ ông, có rong bườm, giống trống, mở cờ, giọng, giọng nói. Ô, ngờ ông, có là giống nòi, cây giống, thóc giống, nòi giống. Rồi di với phần ưa, giữa, giữa chừng, vân vân. Tiếp theo câu B, V với A, va thì có va, và, vá, vạ, vã, cây, vã. Với phần ông là vong, vòng, võng. Ô, ngờ ông, vòng, võng. Ưa, vừa, vữa, vựa. Rồi còn phần giờ và di thì kết hợp với các phần đã cho, như ở cái câu 1 ở trên, như ở bài tập 1 ở trên đây thì các em sẽ khỏi nhắc lại, chúng ta sẽ không viết lại đó. Ở đây là giờ, giờ kết hợp với a, o ngờ ông, ô ngờ ông, phần ưa, ưa, thì các em sẽ không viết lại phần này nữa. Rồi tiếp theo bài tập số 3. Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống dưới đây. Thì các em sẽ tìm những tiếng thích hợp theo cái gợi ý và phù hợp với nội dung, rồi điền vào chỗ trống ở đây. Thì ở câu A là những cái tiếng đó là bắt đầu bằng R, G hoặc là G.
tức là những tiếng ở đó bắt đầu bằng ở âm đầu là r, g hoặc là g. Như vậy thì các em sẽ tìm những cái tiếng nào thích hợp theo cái gợi ý ở dưới đây và phù hợp với nội dung. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đọc: hồ nước ngọt lớn nhất thế, tức là ở đây có từ thế, các em thì sẽ là cái tiếng tiếp theo sẽ là thế lớn nhất thế thế giới. Như vậy ở đây từ này bắt đầu, tiếng này bắt đầu là gì? Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Canada và Mỹ. Nó trên 80.000 km vuông thì nó rộng trên 80.000 km vuông. Như vậy từ tiếng rộng ở đây có bắt đầu bằng r. Rồi tiếp theo, Trung Quốc là nước có biên chung với nhiều nước, biên gì? Biên giới chung với nhiều nước, với nhiều nước nhất 13 nước. Biên giới của nước này dài 23.840 km theo kỷ lục thế giới. Rồi như vậy câu A các em đã làm được rồi ha. Rồi bây giờ các em sẽ tiếp theo câu B: tiếng bắt đầu bằng V, G hay là G ở thư quốc gia? Thư thì có là thư viện quốc gia London hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng hơn 100 kg. Cuốn sách này có bìa làm bằng vàng và đá quý, bên trong có 50 chữ cũng làm bằng vàng. Rồi tiếp theo, gần 3/4 trái đất được biển bao phủ, Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất, bao phủ gần nửa thế giới theo Trần Hoàng Hà. Như vậy thì các em sẽ tìm những tiếng thích hợp theo cái gợi ý ở đây và phù hợp với nội dung để điền vào chỗ trống. Thì ở câu số 3, bài tập số 3 này các em sẽ điền như sau: câu A, tiếng bắt đầu bằng R, G hay là G. Hồ nước ngọt rộng lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Canada và Mỹ. Nó rộng trên 80.000 km vuông. Trung Quốc là nước có biên giới chung với nhiều nước nhất 13 nước. Biên giới của nước này dài 23.840 km. B, tiếng bắt đầu bằng V, G hay G có là ở Thư viện Quốc gia London hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng hơn 100 kg. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý, bên trong có 50 chữ cũng làm bằng vàng. Gần 3/4 trái đất được biển bao phủ, Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất, bao phủ gần nửa thế giới. Như vậy thì các em đã làm xong bài tập số 3. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.